Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay khu vực miền Bắc tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. Các khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình sẽ là nơi nóng nhất của nhiệt độ cao trên 35 độ C. Các khu vực khác bao gồm của thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ cao hơn khoảng từ 1 đến 2 độ C, độ ẩm phổ biến trên 60%. Về chiều tối và đêm, khu vực Bắc Bộ thời tiết chuyển mưa rông, đặc biệt là các khu vực phía Tây Bắc Bộ, Hà Giang, Tuyên Quang. Lại có mưa rông, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Mưa sau nhiều ngày đã khiến đất ở các ven đồi nhão và nặng nên quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập ống cục bộ. Chuyển sang thời tiết miền Trung, Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực cư dân do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Về chiều tối, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả Nam Bộ thì trời chuyển mưa có nơi mưa to, lượng mưa có thể trên 60mm. Nguy cơ cao xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh trong cơn rông, cục bộ có thể gây ra sạt lở và ngập lụt. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, tối nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ phía tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to đến rất to ngày nắng riêng nam sơn la và hòa bình có nơi nắng nóng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ có nơi dưới 24 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ có nơi trên 34 độ Riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình từ 33 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày nắng, khu vực Đồng Bằng có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía Tây tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, phía Bắc còn nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 34 tới 36 độ, có nơi trên 36 độ; phía nam từ 32 tới 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 24 độ nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 tới 2 m Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 tới 1,5 m Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 tới 1,5 m Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 tới 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, phía Nam chiều mai có lúc cấp 5, sóng cao từ 1 tới 2 m Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 tới 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 tới 2 m Từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 tới 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 tới 1,5 m Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 tới 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 tới 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 tới 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 tới 1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 tới 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 0,5 tới 1,5 m. Thưa quý vị, Bắc và Trung Bộ đang đón đợt nắng nóng diện rộng trong năm 2024. Dự báo nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C trong đó hàng loạt điểm do ghi nhận nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Riêng tại thủ đô Hà Nội thì có đến 4 trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ cao ở ngưỡng nắng nóng gây gắt. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 7, ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14 tháng 7. Từ ngày 15 tháng 7, nắng nóng dịu dần, Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 tới 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Bên cạnh đó, theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại khu vực trung bộ hiện nay có 121 hồ chứa thủy lợi đang dưới mực nước chết tại các địa phương vùng bắc trung bộ dung tích hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 39% dung tích thiết kế thấp hơn 3,5% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm cụ thể tỉnh thanh hóa 35%, nghệ an 42%, hà tĩnh 36%, quảng bình 49%, quảng trị 46% trong vụ sản xuất hè thu năm 2024 khu vực bắc trung bộ có từ 2.000 đến 4.000 hecta canh tác bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước Cụ thể, tỉnh Nghệ An từ 1.000 đến 2.000 ha, Hà Tĩnh 300 ha, Quảng Bình từ 100 đến 500 ha, Quảng Trị từ 500 đến 1.000 ha, Thừa Thiên Huế từ 100 đến 200 ha. Khu vực Nam Trung Bộ dự báo từ nay đến cuối vụ hè thu, nếu có diễn biến nắng nóng và không mưa kéo dài, nguy cơ hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn ảnh hưởng khoảng 4.500 đến 6.000 hectare gồm tỉnh Quảng Nam 1.500 đến 2.100 ha, Quảng Ngãi 1.000 đến 1.500 ha, Phú Yên 1.500 đến 1.600 ha, Khánh Hòa từ 400 đến 500 ha, Ninh Thuận 100 đến 300 ha. Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương khu vực Trung Bộ tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn nhằm bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ hè thu năm 2024. Thưa quý vị, theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong các tháng cuối năm 2024, sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp, hệ thống điện cơ bản được đảm bảo, dự báo sản lượng điện sản xuất vào nhập khẩu tương đương với kế hoạch đã được phê duyệt. Báo cáo của EVN cho thấy mực nước các hồ thủy điện cuối tháng 6 năm 2024 tương ứng với sản lượng điện là xấp xỉ 6,6 tỷ kWh, cao hơn 1,4 tỷ kWh so với kế hoạch năm trong đó sản lượng các hồ thủy điện miền Bắc sắp xỉ 4,93 tỷ kWh, cao hơn 1,04 tỷ kWh so với kế hoạch năm, đáp ứng mục tiêu giữ mực nước cao để đảm bảo cung ứng điện đến cuối mùa khô. Đối với nhiệt điện than vẫn đang duy trì trạng thái tốt, không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than. Công tác cung cấp than cho sản xuất được đảm bảo với nhiệt điện khí, các tổ máy huy động để đảm bảo khả dụng nguồn, đáp ứng nhu cầu phụ tải và chế độ lưới điện, cũng như yêu cầu vận hành của hệ thống cấp khí. Cùng đó, nguồn năng lượng tái tạo vẫn được huy động theo công bố và khả năng phát dự kiến theo năng lượng sơ cấp của nhà máy có xét đến ràng buộc truyền tải của lưới điện và khả năng hấp thụ của hệ thống. Tuy nhiên trong tháng 7 năm 2024, tại miền Bắc, nếu xảy ra nắng nóng cực đoan kéo dài và trong trường hợp các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố suy giảm công suất thì hệ thống điện miền Bắc có gặp khó khăn. Tương tự, tại miền Nam, hệ thống điện có thể gặp khó khăn nếu nguồn khí trong nước suy giảm mạnh, các mỏ khí dừng hoạt động để bảo dưỡng sửa chữa. Để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong các tháng còn lại của năm 2024, Cục Điều tiết Điện lực đã đưa ra 4 nhóm giải pháp. Cụ thể, về điều hành hệ thống điện và thị trường điện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lập phương thức điều hành hệ thống điện và thị trường điện tối ưu, xây dựng các kịch bản cung ứng điện, thường xuyên đánh giá độ khả dụng của các nhà máy điện và theo dõi, cập nhật các yếu tố về sản xuất điện, nhu cầu phụ tải, diễn biến thủy văn để chủ động lập, điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện trong mọi tình huống về đầu tư xây dựng cơ quan chức năng cũng quyết liệt triển khai đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện lưới điện trọng điểm bên cạnh đó các đơn vị liên quan cần khẩn trương đàm phán giá với các dự án chuyển tiếp đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện với các dự án đã đến kỳ hòa lưới theo quy định của pháp luật theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 6 tháng vừa qua ước đạt 151,69 tỷ kWh, cao hơn 776 triệu kWh so với kế hoạch Ngoài ra, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện tại đầu cực máy phát và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 là 306,259 tỷ kWh đã được điều chỉnh tăng lên 310,6 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 150,916 tỷ kWh và mùa mưa là 159,684 tỷ kWh. Như vậy, đến thời điểm này, công tác vận hành hệ thống, huy động nguồn điện được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên cả nước, nhất là mùa khô năm 2024. Chuyển sang những diễn biến đáng chú ý về tình hình thời tiết trên thế giới. Thưa quý vị, hiện nay, nhiệt độ nước biển ở một số vùng biển Mỹ vẫn ở mức rất thấp, chỉ 12 độ C. Trong khi đó, trên đất liền trời nắng nóng gai gắt, nhiệt độ không khí lên gần 40 độ C theo các chuyên gia thì hiện tượng nước biển lạnh như vậy là do quá trình gọi là nước trồi. Khi du khách đến vùng bờ biển Jersey, bang New Jersey của Mỹ và định xuống biển tắm, biển ở đây chính là Đại Tây Dương, các nhân viên cứu hộ sẽ nhắc ngay rằng phải cẩn thận. Lý do là vì nước biển ở đây rất lạnh, chỉ 12 độ C. Trong khi đó, chỉ cách bờ biển hai tòa nhà, trời đang rất nóng, ai cũng toát mồ hôi, nhiệt độ không khí từ 35-38 độ C nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Joey Bonjovani, người giám sát an toàn bãi biển, cho biết nhiệt độ nước biển ở đây luôn lạnh như vậy, gần như trong suốt các đợt nắng nóng, cùng lắm chỉ lên đến khoảng 20-21 độ C vào cuối tháng 7 và tháng 8, những lúc mà nhiệt độ trên bờ rất cao. Vì vậy, nhiều người đang nóng mà vội vàng chạy xuống biển, xong đều run lập cập vì lạnh. Các nhà chức trách ở vùng này giải thích hiện tượng nước biển lạnh như vậy là do quá trình gọi là nước trồi có thể xảy ra ở một số vùng biển trên thế giới, chứ không chỉ riêng ở New Jersey. Cụ thể, những cơn gió mạnh thổi từ phía Nam và Tây Nam đã đẩy nước có nhiệt độ cao trên bề mặt biển xuống phía dưới hoặc ra xa, khiến nước lạnh từ dưới sâu được khuấy lên và trồi lên bề mặt biển. Kết quả là nhiệt độ nước biển ở đó trở nên rất thấp. Ngoài ra, quá trình nước trồi này còn khiến nước ở nhiều bãi biển thuộc bờ biển Jersey rất xanh và sạch. Những người ở vùng này nói, nếu đứng sát bờ biển thì ngay cả vào những ngày nắng nhất, gió lạnh từ biển thổi vào cũng khiến họ có thể phải mặc áo len, trong khi ở ngay dãy phố bên cạnh, người dân chỉ mặc áo phông bình thường vẫn thấy nóng. Thưa quý vị, Nhật Bản hiện nay đang trải qua hiện tượng thời tiết cực đoan trái ngược với ở khắp các địa phương của nước này. Trong khi ở các khu vực từ vùng Kanto đến phía tây Thái Bình Dương đang phải đối mặt với những đợt nắng nóng trên diện rộng thì ở các khu vực Tohoku và Hokuriku lại trải qua những trận mưa lớn. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, các khu vực từ vùng Kanto đến phía tây Thái Bình Dương tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt Cơ quan khí tượng và Bộ Môi trường Nhật Bản tiếp tục phải ban hành các cảnh báo về nguy cơ say nắng là rất cao, đồng thời khuyến cáo tất cả mọi người dân cần thường xuyên uống nước ngay cả khi không khát, tránh tập thể dục hoặc làm việc lâu ngoài trời và có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Ngoài ra, đối với những gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ là những người thuộc nhóm dễ bị say nắng hơn, cần thường xuyên giữ liên lạc và nhắc nhở nhằm đảm bảo an toàn. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, nắng nóng cao điểm trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và sức khỏe của người dân tại nhiều địa phương của nước này. Nhiều người được xác nhận đã tử vong và hàng nghìn người khác phải nhập viện do say nắng. Trái ngược với thời tiết nắng nóng cực đoan trên tại các khu vực Tohoku và Hokuriku đang phải đối mặt với những trận mưa lớn và cực lớn. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, điều kiện khí quyển đang trở nên cực kỳ bất ổn. Chủ yếu ở phía biển Nhật Bản do ảnh hưởng của đợt không khí ấm và ẩm thấp kết hợp với vùng áp suất thấp gây ra mưa lớn và cực lớn kèm theo sấm sét tại nhiều nơi, thậm chí có thể xảy ra mưa đá và dự kiến kéo dài tới ngày 11 tháng 7. Các nhà hoạt động môi trường của Nhật Bản cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đang là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng và mưa lũ tại nước này. Chính phủ Nhật Bản thời gian qua đã đưa ra nhiều biện pháp và hướng dẫn cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho người dân, nhưng về lâu dài, thực trạng này cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế để có thể giải quyết bài toán về khí hậu và môi trường. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống của VTC News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.